Alo, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách xóa cái logo ở trong video nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ test thử cho các bạn. Mình có một cái video như này. Bây giờ mình muốn xóa cái logo này các bạn nhé. Đây, mình muốn xóa cái logo này. Video rất là hay nhưng mà người ta gắn vào cái logo của người ta ấy các bạn. Bây giờ mình xóa đi thì nhìn cái video nó đẹp hơn đấy các bạn. Hoặc là các bạn làm một cái ứng dụng KineMaster ấy các bạn, làm ở trên hệ điều hành Android thì mình đã làm một cái video hướng dẫn. Còn ở trên cái iOS thì nó có dính bản quyền như này các bạn. Đây, nó có chữ Made with KineMaster các bạn. Thì các bạn muốn xóa cái biểu tượng cái logo này ở trên mỗi video ngắn gọn thôi các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Rồi, điều đầu tiên chúng ta vào google.com.vn nhé các bạn nhé. Google.com này. Rồi, ở đây chúng ta gõ chữ online watermark remove. Đây các bạn, ngay đầu tiên nhé các bạn nhé. Ngay lập tức thì ở trang web đầu tiên các bạn này, Apple Shop với các bạn, chúng ta kích vào. Ở đây các bạn mình sẽ giới thiệu qua cái trang web này. Nó có một cái phần mềm, cái app các bạn có thể mình sử dụng ở trên máy tính. Hai nữa là cái remove này có thể là remove theo ảnh hoặc là remove theo video nhé các bạn nhé. Sẽ test thử cho các bạn remove ở cái video này. Thì chúng ta kích vào đây nhé. Đây, mình hiện tại đang có hai cái video các bạn. Mình up lên nhé. Khi mà chúng ta upload này, upload lên đúng không? Nó xuất hiện một cái biểu tượng như này. Chúng ta kéo lên nhé các bạn nhé. Đây, cái này chúng ta có thể kéo theo kích cỡ của cái logo ấy các bạn. Ok chưa? Rồi, phía dưới các bạn, chúng ta kích vào đây nhé. IC nhé. Thì nó đang upload trở lại. Nó làm xóa đi cái logo ấy các bạn. Cái này làm video ngắn gọn thôi các bạn nhé. Rồi, ok, ở đây chúng ta bấm màu xanh đây để tải về các bạn này. Ở phía dưới này. Rồi, sau khi tải về chúng ta mở lên nha các bạn nhé. Show folder này. Đây. Các bạn xem. Ok chứ các bạn. Nó không còn cái logo nữa đúng không? Tiếp tục mình thử một cái video khác các bạn nhé. Mình thử cái logo các bạn thường làm ở trên cái hệ điều hành iOS thì các bạn. Nó có một cái biểu tượng gắn vào cái logo của nhà sản xuất là KineMaster nhé. Thì bây giờ mình sẽ upload cái video này. Tương tự như thế mình bây giờ mình vào lại các bạn. Mình cũng vào cái trang web của nó các bạn nhé. Bây giờ mình upload lên này. Xem cái này nó có nhanh hay không nhé. Rồi, nó upload lên các bạn này, các bạn kéo lên nhé. Ở chỗ góc các bạn kéo cho nó vừa cái kích thước cái logo các bạn. Rồi, chúng ta thử. Cái này mình làm video ngắn gọn để nó upload lên nó nhanh hơn nhé các bạn nhé. Bây giờ mình tiếp tục mình tải về. Ở phía dưới này các bạn. Ok chưa các bạn, nó không còn cái biểu tượng logo nữa đúng không? Rất là hay và nhanh đúng không các bạn? Thì các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.